Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video liên quan đến cái phần thông tin của cái cạc màn hình ấy. Một số bạn mua cạc màn hình mới về, các bạn không biết về cái thông tin cạc màn là gì và không biết cài driver của cái cạc màn hình là gì. Hôm nay mình sẽ giải quyết với các bạn. Đầu tiên ấy, khi mua mua một cái máy tính hay là khi bạn mua một cái cạc màn hình mới ấy, thì đầu tiên các bạn cần phải cài driver của cạc màn hình. Tại sao cần phải cài driver của cạc màn hình, các bạn biết không? Cái cạc màn hình ấy đó chính là cái phần cứng, còn cái driver ấy là cái phần mà nó kiểu như nó đảm nhận cái chức năng xử lý để cái cạc màn hình xử lý ấy. Ví dụ như cái khi các bạn mua xe máy ấy, hoặc là các bạn mua một cái dòng xe gì đó thế thôi, thì mua xe về thì đó chính là cái giống như cái cạc màn hình vậy. Còn muốn để nó xe chạy ấy, thì các bạn cần phải đổ xăng vào cái xe đó. Cái driver nó cũng giống thế, các bạn cài driver nó giống như các bạn đổ xăng vào xe vậy đấy. Cái vấn đề đó là đó để tiếp nhận giữa phần cứng và phần mềm, được chưa ạ, nó với nhau đấy, giữa phần cứng và phần mềm với nhau. Thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video đầu tiên đấy, thì các bạn sẽ phải chú ý cho mình, các bạn cần phải xem máy của bạn đang chạy cạc màn hình là bao nhiêu. Ví dụ như ở đây mình chọn Windows R, Windows R, các bạn nhấn tổ hợp phím lăn này, nhấn chuột phải vào chọn lăn, và các bạn nhớ mở video và xem ở chế độ 4K Full HD 10 Full HD để sorry, các bạn nhớ bật ở dưới phần ánh răng ấy để xem video 4K Full HD 60 fps để xem rõ được cái từ DX này nhá. DX DX DXIAG đấy, enter thì nó sẽ nhảy ra một cái hình, chờ nó một tí đấy, nó sẽ nhảy ra một cái DX DXX. Đây là cái thông tin của cái máy của chúng ta, bạn xem đây là cái thông tin toàn bộ cái cấu hình của chúng ta. Và các bạn sẽ thuộc ra cái phần display mode này này, ở đây là cái thông tin của cái cạc màn hình của chúng ta, thông tin cái cạc màn hình của chúng ta. Vậy chúng ta đã sử dụng cạc màn hình này RX580 phải không ạ? Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua cái phần trình duyệt. Bây giờ các bạn sẽ lên trang chủ tải cạc màn hình, nó liên quan đến cái thông số cạc màn hình ở đây phù hợp với máy, được chưa? Hoặc các bạn không biết nữa thì các bạn có thể vào 3D chip, 3D chip, được chưa? 3D chip này, 3D chip, sorry, 3D chip cơ đấy, 3D chip, thì các bạn sẽ tải cái công cụ 3D chip này về. Sau đó các bạn kích vào cái thông tin để cho nó cập nhật cái phiên bản mới nhất. Các bạn sẽ thấy là open này, bây giờ mình sẽ mở luôn. Mình sẽ mở luôn, bây giờ mình chấn nhấn next next. Bây giờ mình sẽ cài đặt này, đấy next next. Các bạn sẽ tự chờ tí bỏ. Sorry, 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 sorry. Đấy các bạn sẽ xem mình khóa tay mình vẫn mới nhanh. Các bạn bỏ cái dấu tích ở đây đi để không cài cái phần search Yahoo vào trình duyệt. Đó, sau đó các bạn sẽ đồng ý đấy. Đó, bây giờ đây nó cũng sẽ cập nhật cái bản driver mới nhất, cái 3D chip này. Đây là cái thông tin máy của chúng ta, và ở đây các bạn thấy là cái ở đây là các bạn có thể thấy là nếu mà có cái phần nào mà nó không không chạy ấy thì các bạn có thể là xem thêm đấy. Đó, ví dụ như ở đây là các bạn sẽ thấy là cái thông tin driver ở đây. Ở đây ấy, nó nhận được driver nó, các bạn ở đây nó phải xem nó nhận driver ở đây này. Đấy, driver ở đây. Thì nó sẽ bản driver ở đây là LX, được chưa? Ở đây là LX580 phải không ạ? Thì các bạn sẽ kích vào đây thì nó sẽ tạo. Đây là cái bản driver 3 38 phải không ạ? Ở đây là driver. Ở đây là driver của cái phần RX580. Thì bây giờ các bạn ở những driver nào mà nó còn thiếu ấy thì các bạn sẽ chú ý, tôi chú ý và làm nhé. Đấy, ở những cái làm ở main này, ở đây main này, nếu mà main nó còn thiếu ấy thì các bạn bấm vào main, được chưa? Đó, ở main, và các bạn thực tế bây giờ các bạn sẽ thấy là
Bây giờ các bạn sẽ vào trong cái phần thông tin của thứ hai nữa là các bạn có thể vào trong cái phần NGVA của các màn hình để chúng ta cài ấy. Được chưa? Đó. Bây giờ các bạn sẽ vào, tiếp theo là các bạn vào, nếu mà các bạn sử dụng các màn hình của NGVA ấy thì nó cũng sẽ hiện NGVA ở đây, các bạn chú ý nhá. Ví dụ như ở đây mình sẽ vào NVGA NGVA NVGA, được chưa? NVGA NGVA. Thì đối với anh em cài đặt NGVA ấy hoặc là LX ấy thì các bạn có thể lên trang chủ của nó download luôn cái bản driver mới nhất. Được chưa? Download cái bản driver mới nhất. Thì ở đây các bạn xem vision của nó là gì. Đó, các bạn có thể download ở đây. Hoặc là đôi lúc ấy các bạn ở một số máy khác nhau ấy, ví dụ như các bạn mua máy tính ấy. Được chưa? Các bạn mua máy tính ấy. Ví dụ như đôi lúc là các bạn mua cái máy tính ấy, ví dụ như các bạn có thể làm, ví dụ như các bạn chọn mua một cái card đó chính là GTX 1080 của Asus. Asus GTX 1080 của Asus. Mình đang áp dụng cho trường hợp NGVA. Thì các bạn sẽ vào trong phần support của cái card màn hình ấy. Mình hướng dẫn chi tiết này. Nhiều anh em không để ý, không biết. Thì các bạn vào trong cái phần driver này. Được chưa? Vào driver thì các bạn sẽ thấy là kích vào đây các bạn. Nếu mà đa số các bạn bây giờ các bạn chọn cài đặt Windows 7 64 bit. Được chưa? Bây giờ đa số anh em đều sử dụng Windows 7 64 bit. Anh ít khi anh em sử dụng cái hệ điều hành thấp lắm các bạn. Đó. Hệ điều hành thấp lắm bởi vì card màn hình nó đi với một cái gì đó mới. Bây giờ các bạn sẽ chú ý là ở trong cái phần vision đấy thì nó sẽ là vision mới nhất. Đối với trường hợp ở đây là nó chưa update vision đấy thì các bạn sẽ vào trong cái trang chủ của hãng NGVA để chúng ta cài cái phiên bản mới nhất. Được chưa? Để cài cái phiên bản mới nhất NGVA. Bây giờ các bạn nếu mà nó bị lỗi ấy thì các bạn sẽ phải cài đó chính là NVGA. VGA. Được chưa? GVA. Thì các bạn vào trong cái phần download ấy. Được chưa? Vào phần download ấy. Thì ở đây các bạn có thể là download tự động. Thứ nhất là sử dụng cái phần mềm để download tự động. Thứ hai là các bạn có thể là download trực tiếp ở đây. Đối với ở đây là cái card màn hình ở đây là card màn hình GTX 1080 chẳng hạn. Thì các bạn sẽ chú ý là chọn phần card màn hình GeForce, chọn card màn hình 10 series. Các bạn chú ý ở đây có hai cái dòng, đó chính là thứ nhất là dòng cho desktop, notebook. Notebook là máy tính laptop đó. Notebook cũng là máy tính laptop. Thường là notebook là nó sẽ đi một cái dòng chip, đó chính là dòng chip M. Dòng chip series thì nó sẽ là dòng chip cho máy tính desktop, là máy tính để bàn của chúng ta đó. Thì các bạn chọn dòng 10 series đối với anh em sử dụng card màn hình 1080. Dòng 10 series ấy thì nó sẽ có dòng 10, ví dụ như 1030, 1050, 1050, được chưa? 1070, 1080, 1080 Ti, được chưa? Và các dòng RX này, nếu mà dòng CD 20 ấy, nó 2070, 2080, 2080 Ti. Và dòng cao cấp và card màn hình mạnh nhất, đơn nhân mạnh nhất thế giới hiện tại đó chính là LTX 2080 Ti của hãng NGVA. Đó. Bây giờ ở trong này ấy thì các bạn sẽ chú ý chúng ta xem là dòng 10 CD 1080 thì như thế này, các bạn search ra bây giờ các bạn download thì nó sẽ là bản cập nhật mới nhất là ngày 26 tháng 11 sorry 26 tháng 11 2018. Thì qua đây ở đây ấy, thì đây là cập nhật mùng 1 tháng 11 2018. Đa số ở trong cái trang chủ của cái hãng mà nó sản xuất cả màn hình, ví dụ Asus, MSI, được chưa? MSI và cái hãng rất là nhiều hãng Zotac các kiểu ấy, Gigabyte các kiểu ấy thì nó thường nó sẽ chưa có cập nhật mới bằng cái trang chủ. Thì các bạn có thể vào trang chủ của hãng NVIDIA hoặc là trang chủ của hãng AMD, như thế này các bạn có thể download. Và thứ hai nữa, các bạn còn có một cái công cụ để download tự động. Các bạn có thể sử dụng cái công cụ để download driver tự động thì nó cũng rất là hay. Được chưa? Download driver tự động thì nó sẽ cập nhật cái driver của chúng ta từ hoàn toàn một cách tự động luôn. Đó, đây này. Ví dụ như cái phần mềm download, các bạn cái phần mềm này download về các bạn sẽ thể cài đặt tự động. Được chưa? Ví dụ như AMD. Ví dụ như qua mình đây, đối với trường hợp AMD các bạn vào trong phần support của AMD này.
Sau đó các bạn có thể là tải cái phần tự động, nó sẽ tự động cập nhật cái bản driver. Các bạn vào rát đây, đây là cái tự động nó sẽ cập nhật bản driver cho chúng ta nếu các bạn chưa biết. Còn ở đây ấy, graphic các bạn ở ví dụ như dòng 500 series, các bạn chú ý ở dòng 500 series và dòng LX, cái dòng Vega. Vega thì hai cái dòng cao cấp nhất hiện tại ấy của cái dòng LX ấy, thì hiện tại nó một số hiện tại ấy, cái dòng AMD ấy, hiện tại nó đã ra cái bản LX 590 rồi, được chưa? Đó. Nhưng mà hiện tại chế trang driver của hãng AMD nó cập nhật bản, hiện tại nó mới chỉ cập nhật cái bản RX Vega dòng Silly. Dòng Vega ấy, thì nó sẽ RX Vega thì nó có hai dòng, đó chính là dòng 64 và dòng 56. Dòng 64 nó sẽ cao cấp hơn dòng 56 về cái bóng bán dẫn unit của để xử lý hình ảnh đó, được chưa? Thì cái dòng X64 thì nó sẽ cao hơn đó. Thì hoặc là 500 Silly thì nó có 500X này. X thì dòng cho các mỏng máy nó đồng X là nó cao 550 X này. Từ và 500 Silly thì có 590 này các bạn. 590 là nó ở chung với cái dòng 500 Silly. 56 540 550 560 570 580 590 các bạn ạ. Đó các bạn có thể ví dụ như mình chọn là 580, các bạn chọn chạy này. Bây giờ nó có sẽ có phiên bản 64 của các hệ điều hành Windows 7. Được chưa? Đó, Windows 7, Windows 8. Đấy, sau đó các bạn sẽ download về. Đó, đây là nó cập vào 29 tháng 11, nó cập nhật mới nhất. Các bạn có thể chạy vào đây để chạy. Đấy. Và nó sẽ có thông tin vision của nó. Cái vision của nó ở đây này. Đấy. Vision của nó ở đây đó là, đây là cái phiên bản nó cập nhật nhưng mà nó chưa mới nhất. Đây này. Đấy, đây là cái phiên bản mới nhất. Đó. Và các bạn sẽ download về, được chưa? Download về, các bạn download về, các bạn download xong về các bạn chạy. Đó. Đối với cái card màn hình của hãng NVIDIA như thế, các bạn download về sau đó các bạn chạy. Các bạn thấy chưa? Đó, download về các bạn chạy. Thì các bạn chú ý là nếu mà trong trường hợp ấy, cái card màn hình của các bạn mà chạy cài driver, có rất là nhiều trường hợp mà các bạn cài mà nó không đúng driver thì nó sẽ không hiện, nó sẽ không hiển thị lên hoặc là nó sẽ không chạy được, nó báo lỗi luôn. Được chưa? Bởi vì nó cái driver nó không giống với cái driver hiện tại của cái card màn hình của các bạn. Hoặc là một số trường hợp cái driver hoặc là cái card màn hình của các bạn bị lỗi thì nó cũng xảy ra cái vấn đề tình trạng đó. Trong khi các bạn chạy ấy thì các bạn cũng phải chú ý cho mình về cái vấn đề này nhá. Đó, để cho chúng ta có thể xử lý khắc phục được. Được chưa? Rất là nhiều trường hợp mà nó chạy không được. Và thường ấy thì đối với trường hợp mà nếu mà có mạng ấy, đối với một số dòng main máy tính ấy thì nó có thể là hỗ trợ cập nhật update luôn cái card màn hình ở trên hệ hành nền tảng Windows 10 đó các bạn. Đó, đây là nó rất là tiên tiến, đôi lúc các bạn không thể cài. Nhưng mà các bạn mình thấy ấy, thì các bạn nên cài từ cái trang chủ của nó thì nó có thể là có cái nhiều tính năng mới hơn giúp cho cái hệ thống của chúng ta có được cái nhiều tiện ích hơn trong cái card màn hình của chúng ta. Đó là cái thông tin cho các bạn để các bạn cài card màn hình driver của card màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye các bạn.